rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Di An thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, kế bên khu 550, khu 5 lửa, gần khu to xe, gần dê núi Ninh Bình. Hôm nay em sẽ review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp, mình có thể làm khách sạn, mở văn phòng, công ty, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Phía trước là con đường DT743, quý vị thấy xe đang lưu thông ở đây. Từ đây lên ngã tư 550 chỉ hết khoảng 2 đến 300 mét thôi. Ở đây là khu tiện ích bậc nhất của Di An, như Thuận An nằm ở đây. Tất cả những ngân hàng, nhà hàng, khách sạn đều nằm ở khu đây hết. Đây là nhà hàng đang kinh doanh buôn bán quán nhậu tấp nập ở đây nhé. Đây là khu Vipcom 550 này, tòa nhà quý vị đang thấy đây là khu Vipcom 550. Khu kinh doanh buôn bán, quán ăn, cà phê, giải trí nằm tiện ích ở đây hết nhá. Đường trước nhà tầm khoảng 15 m, vỉa hè mỗi bên là 4 m. Đường thông thoáng rất là rộng nha. Một xíu nữa xe sẽ rất là đông. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị mình này. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 15 m, thổ cư 100%, nhà sổ hồng riêng, có hướng chính bắc, nằm kế bên ngã tư 550, Vipcom 550. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế một trệt 4 lầu. Công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh và có phòng giặt, phòng thờ. Nhà này có tới 6 phòng ngủ. Quý vị nào mua về đây có thể vừa mở văn phòng, công ty, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Hoặc mình có thể làm nhà nghỉ cũng được luôn nhé. 6 phòng ngủ có sân thượng luôn. Một căn nhà rất là đẹp, ngay khu Vipcom 550. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để ta tham quan hết căn nhà nha. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A, rất là đẹp. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế mẫu rất là mới, được chủ nhà sơn cova rất là chắc chắn. Ở đây mình có hè để view buôn bán, để xe hơi thoải mái ở đây nhé. Di chuyển vào trong đây mình có hai lớp cửa ở căn nhà. Mình có một lớp cửa quân đức và một lớp cửa kiến cường lực. Mặt tiền thì chủ nhà ốp đá lên tới trên luôn. Nhà hai lớp cửa. Chủ nhà thiết kế không gian mở, mình có thể làm văn phòng công ty hoặc dành cho gia đình ở đông người. Vị trí rất là đẹp nha. Sàn này được chủ nhà lót gạch loại 180 giả đá ở đây. Hai bên vách được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m6 nhé. Phía trên mình có thêm hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở không gian tầng trệt căn nhà mình. Đặc biệt nhà mình có hệ thống cứu hỏa luôn nhé. Di chuyển vào trong khu bếp trong. Ở đây có vòi cứu hỏa luôn nhé. Đây là khu bếp nấu ăn này, rất là rộng nha. Ở đây có không gian mình để tủ lạnh hai cánh ở đây. Tủ bếp này, hai dàn tủ trên và dưới được chủ nhà làm tủ bếp bằng gỗ căm, gỗ đỏ nhé. Phía trên có hệ thống trần trí thạch cao rất là đẹp ở đây. Phía cuối căn nhà có giếng trời cũng như phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công rồi. Và giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 6 tỷ 500 triệu đồng. Vẫn còn được bớt với cô chú anh chị nha. Giếng trời lên trên này. Nhà một trệt 4 lầu, đúc 5 tấm, 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh. Vị trí view kinh doanh buôn bán đắc địa này. Đây, phía trước là quán nhậu nha.
quán nhậu này. Bây giờ mời cả nhà chúng ta lên trên để tham quan hết từng lầu một nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen đính kim sa, tay vịn gỗ gõ đỏ và kiến cường lực rất là chắc chắn ở khu vực này. Ở đây thì có các lam chắn bếp ở đây nhé, lam bằng gỗ gõ đỏ luôn. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà em Sơn đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, cửa chính bằng cửa gỗ gõ đỏ luôn nhé, cửa rất là chắc chắn. Đây là phòng vệ sinh trong căn nhà. Nhà mình có tới 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh. Phòng nào cũng có phòng vệ sinh trong phòng. Nội thất cơ bản rất là ok nha. Phòng ngủ rất là rộng. Bây giờ mình sang phòng ngủ kế tiếp này. Lầu nào cũng có vòi chữa cháy nhé. Tất cả phòng ngủ đều có đường âm, máy lạnh cũng như hệ thống cáp net đầy đủ hết. Phòng bên đây thì có cửa sổ giếng trời này. Nội thất cơ bản của các phòng vệ sinh rất là ok nhé. Có kính chắn, có vòi rửa mặt đầy đủ hết. Cửa thì bằng gỗ đỏ. Mới 2 phòng ngủ thôi nha, còn 4 phòng ngủ và sân thượng trên nữa. Quý vị xem hết video luôn, nhớ chia sẻ, ấn like để ủng hộ Hồng Sơn. Quý vị nào có nhu cầu đi xem thì hẹn gặp em ngay ngã tư 550, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây là phòng ngủ thứ 3 của căn nhà. Phòng ngủ này thì cũng như phòng ngủ thứ hai, rất là rộng nhé. Nội thất cơ bản ok. Phòng tắm riêng, phòng vệ sinh riêng. Vòi tắm đứng xen thuyền, bàn cầu đúc và hệ thống chậu rửa mặt. Rất là xinh xắn. Cửa thì bằng kính cường lực. Bên đây là phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ nào cũng có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nhé. Nội thất cơ bản rất ok. 4 phòng ngủ. Bây giờ mình lên xem thêm 2 phòng ngủ ở trên nữa là 6 phòng. Cộng với sân thượng và quý vị nhìn hết khung cảnh xung quanh để mình nhìn ngắm hết giá trị căn nhà. Đây là phòng ngủ thứ 5. Phòng ngủ thứ 5 này có cửa sổ phía trước. Phòng ngủ này, phòng ngủ thứ 5 mình có thể làm phòng thờ được luôn nhé. Đây phía trước là khu Vimcom 550. Đường thông thoáng kinh doanh quán nhậu này. Đợi một xíu mình sẽ lên trên cùng, mình quay toàn cảnh ở trên cho quý vị mình xem nhé. Lên lầu trên nhìn cho kỹ luôn. Khu Vimcom 550. Ở đây là phòng ngủ thứ 6, cũng như ở dưới thôi. Mình sẽ quay sơ sơ gần phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ thứ 6 nhé. Rất là rộng luôn. Tất cả 6 phòng ngủ đều có 6 phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Và tầng trệt một phòng nữa là 7 phòng vệ sinh. 6 phòng ngủ. Quý vị mua về mở văn phòng công ty cực kỳ tốt luôn. Đây là sân thượng sau này, trên cùng đúc luôn nhé. Trên đây có thêm một phòng vệ sinh đây, vậy chi là 8 phòng vệ sinh nhé. 8 phòng vệ sinh. Ở phòng này mình có thể làm phòng xông hơi này. Sân thượng sau. Đây là khu sóng thần nhé, thưa quý vị. Thủ Đức kế bên đây rồi. Lên mặt 51 này.
đây là bệnh viện Quân đoàn 4 này. Đây phía trước đây, sân thượng phía trước rộng rãi này. Đây là ngân hàng Vietcombank. Rộng thoáng này, có xe lưu thông nhé. Quán xá này. Đây là khu Vietcom 550 thưa quý vị. Vietcom 550 sát bên, trên đây chúng ta có mối này. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.